Sáng nay, trường mầm non Wonderland, quận Sơn Trà khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm học này, nhà trường có hơn 400 học sinh ở 16 nhóm lớp, trong đó có 5 lớp nhà trẻ, 11 lớp mẫu giáo, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019-2020. Những năm học qua, nhà trường gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhờ những chính sách giữ chân người lao động, cùng việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, trường mầm non Wonderland đã thu hút được một lượng lớn trẻ trên địa bàn quận Sơn Trà theo học. Đến nay, toàn trường có 69 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó có 47 giáo viên. Năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục phát triển chương trình, thực hiện đổi mới giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, đẩy mạnh chủ đề, xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện và hạnh phúc, tổ chức các hoạt động giáo dục, phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội, kỹ năng sống cho trẻ.